Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này chát tổng, hủy diệt các bạn. Thế cho đến máu, úi trời ơi. Ủa, sao chát em mình? Sợ ai chát tổng cơ mà. Méo nào mà tôi để chát mỗi em mình để nhìn thấy ấy nào nhỉ. Chờ này thì mình sẽ lên cho nó là cái kiếm chi hồn nha mọi người. Rồi, từ đó. Chỉnh lại, nó chát tổng đến nay nó mới hấp dẫn cuộc chơi chứ. Đi qua cướp luôn cho nó máu. Còn cướp nào cướp bùi xanh nào, ê tôi đâu vào kìa. Ê ôi, mở gắn gà vào luôn kìa. Ôi ôi, quân đầu vòng quân đầu kìa. Thôi. Em sai rồi. Em sai rồi. Trời ơi, khổ quá cơ. Chát tổng hủy diệt em bạn một cái thôi, nó kéo ba thằng nó vào trong rừng. Thì bạch mẹ chưa đụng vào cái con bùi xanh, bị nó đứng, thằng thì hất tung, thằng thì đấm, thằng thì đá. Hủy cờ. Mở gắn gà, á đù. Đấy, có kèo mới mọi người ơi. Em bạn có một thành viên gọi là quá là sexy và baby luôn. Ok, mình sẽ qua mình giết mờ gan ga. Đấy, cho này mình sẽ truy sát mờ gan ga. Đâu, mọi người thấy quá không? Lúc đầu mình tính làm cái chôn gọi là chất tổng thôi. Nhưng mà bây giờ có mục tiêu mới. Này thì hủy cờ này. Truy sát mờ gan ga nha mọi người. Ra đây mày. Mình khoái lắm. Thật không? Ra đây mày. Wow, bạn ấy rất là mạnh mẽ. Một chàng trai đầy nữ tính. Vâng, mình thích những chàng trai như thế. Cảm giác mình giờ lúc này thì cả đá quá đi chơi. Từ từ tìm cái đá. Ok á, rồi ôi thật không à? Thật chứ. Tại sao lại là cái ok? Ok hình như là được mà đúng không? Ui từ bình tĩnh. Bạn lại chơi, bạn cứ núp trong nhà thế, tớ buồn lắm. Rồi đó, chơi Triệu Vân luôn. Quăng chiều nó bạn ơi, đúng rồi. Quốc nó, quăng chiều 2 nó. Phang và mông nó, đúng rồi. Xả chiều 1. Trời ơi, ngon. Có bùi xanh luôn, mít tem mình nó lại xanh như cái bánh xe bò rồi. Trời ơi, mới vào tem, giết được 3-1 là ngon ngay. Này thì gọi là đấu với cả đầu gấu này, giết hết. Từ, mình sẽ truy sát mờ gan ga cho mọi người xem nhé. Thành viên này này, này thì ngủ cờ này, ngon ngay. Tao nè thằng L. Bạn chat với cái câu này vô cùng chí. Ok, tớ thấy rồi. Ra đây. Bạn này đừng có núp như thế. Ủa mà gan ga tay bên kia nó núp trong nhà luôn mọi người ơi. Nó không dám di chuyển ra khỏi nhà luôn ấy. Thật. Từ, đập nó luôn cho nó sợ. Úi dồi ôi, tí máu thế này mà không ăn người ta lại bảo mình ngu. Đấy, mút luôn. Đứng lại, con rời, đi đâu. Hư nè, em xin một mạng thôi nha. Ngon, tuyệt vời không mặt trời. Bê mọi người ạ, à. ngon. Đấy, ăn con quái chạy qua cướp bùi xanh nó này. Cướp hết. Bùa này ta cho nó khỏi ăn nè. Ôi, mở gan ga tay bên kia làm gì đứng trong nhà vậy trời. Ở đi ra ngoài đi các bạn ơi, bạn ơi. Bạn gì đó ơi. Bạn mở gan ga ơi. Ui giời, đi ra ngoài đi chứ ai chơi mà chơi núp như thế. Ôi, truy sát cũng khó nữa cơ. Khổ quá, nó cứ núp thế này. Biết thế nào mà đường nào mà truy bây giờ. Đây, nó đang đứng trong nhà kìa. Vãi cả hàng, nó đứng trong cái trụ nhà nó không à. Thò mặt ra. Đấy, thò mặt ra. Xấu xáo hả. Trời ơi, bạn thé cái mà răng bạn ra khỏi nhà thôi. Tớ đảm bảo tớ bẻ cái răng đó cho mọi người. Núp à. Khổ quá, thanh niên chơi núp. Hồi nãy mình hù cái sợ quéo không cua luôn. Bây giờ thò mặt ra, không dám thò mặt ra khỏi nhà luôn. Không dám đi ra khỏi nhà luôn ấy chứ, buồn. Tem đánh nhau y xèo ở trong đường trên nhưng mà nó không dám lên luôn. Hồi nãy sợ quá. Đâu vậy này, đã không sợ đã bảo rồi mà. Nó cứ đứng đằng giữa nó núp này. Thanh niên này làm sao này. Yếu đuối như con cá chuối này. Chơi nó, quốc nó nè. Có pháp sư ra mình một cái đảm bảo nó không có răng mắn cháo luôn. Nhưng mà tiếc quá, pháp sư ra mình không có. Cứ ai thanh niên này cứ núp. Bạn thò mặt ra khỏi nhà coi. Vừa qua vừa vẩn. Để mình chọn nó tí, giết vài kill cho bạn ấy ức chế chơi mà khó quá. Từ, mình sẽ treo mà gắn ga cho nó ức chế chơi. Từ, bình tĩnh. Bây giờ mình cứ đi farm ra. Đấy nữa mình tính được. Wonder Woman này đấu với đầu gấu này. Bạn thích đấu không? Chơi luôn, chơi nó. Hư nè. Ngon ngay.
cướp bùi xanh, cướp bùi xanh đó, mà anh ra lại núp à, núp à. Mình đấy. Ôi ôi ôi, chào văn. Ôi sai, chào văn. Lưu, đồ ngốc. Nhìn này. Đấy, rồi xong Natalia làm gì đấy anh? Chị ơi, chị bà đấy làm gì đấy? Ôi ôi, nãy giờ AD fit mạng sướng vãi. Đùa nhau à? Là sao? Không hiểu. AD tay mình kia hay AD tay mình? Khó vậy. Bạn đã xem một câu vô cùng gọi là khó hiểu. Nãy giờ AD fit mạng sướng vãi. Sướng không? Phải không? Phải lắm. Thế nào, mình ra cho bạn vẫn cứ núp trong nhà. Từ từ nha mọi người. Chính xác con này khó quá. Nó khôn mọi người ạ. Nó cứ núp trong nhà, muốn bắt nó không được. Quan sờ mông gọi là sờ mông chiều văn đấy coi. Úi giời, em sờ gáy nhẹ thôi, em chạy anh ơi. Em không có ý định gọi là đánh nhau với anh làm gì hết trơn ấy. Úi giời, Toro, ái xem ra đây. Úi giời ơi, nó cướp mấy con bùa đỏ tôi rồi. Thế nên mới đau rồi chứ. Và đấy đen không có chỉnh trị, có chỉnh trị là mình lụm lúa bùa đỏ ngay. Làm méo thì nó có cơ hội mà lụm lúa con bùa đỏ của mình được. Mở gan ra. Mục tiêu của ta, mở gan ra. Ui giời ơi, vỡ mồm. Tốc biến luôn à, căng thế nhờ. Thấy mình cái nó núp trong nhà luôn rồi. Sao đánh được đây? Wonder Woman chạy đâu em yêu. Ui giời ơi, nhẹ nhàng quá. Bây giờ mình sẽ lên thẳng cho nó cái phước kìa, nó đánh cho nó phê nha mọi người. Phê nha. Quánh cho nó phê này. Lên đam luôn, lên thanh kiếm luôn. Trận này mình lên cho nó. Lên đam, đánh cho nó nhanh, ăn quá cho nó sướng mặt cái nào. Cướp hết bùa nó luôn. Cướp hết rừng tem bạn luôn. Cho rừng tem bạn nghỉ ăn luôn đây. Người ta là giúp người, phải giúp là từ A đến Z. Mở gan ra. Hãy xem ra đây, hư nè. Hãy xem, chết này. Ôi Natalia ơi, bạn vào muộn quá. Bạn vào sớm một tí tớ hất tung một cái quăng chiêu hai một cái đảm bảo mở gân ga thêm bên kia không có răng màn chào luôn. Nó núp nó farm không à? Thật chứ khó quá. Núp đi. Khổ quá. Thò mặt ra là chết nha chưa. Ôi thôi bạn núp kỹ vãi cả trưởng ra. Ghê gì chó con à? Hay là sao à? Chát gì vậy? Chát cái gì ấy, căng vậy? Ra khỏi trụ là chết. Đó, thầy luôn thò mặt ra khỏi nhà là giết phải đó. Gặp ở đâu giết đó. Đây, thế nào nó chẳng thò mặt ra. Thế nào mình sợ thò mặt ra đây. Ra đây đâu rồi? Mấy con rời này vẫn núp. Chán đời yêu cuộc sống thật chứ. Ê, chào Vân, hello man, how are you? Trời ơi, anh chạy về nhanh quá. Đâu rồi ta mà gắn ga, đâu rồi ta? Vãi, tính làm clip chi sát mà gắn ga mà khó khăn gì đâu ấy. Thật luôn. Đó kìa, núp trong nhà này farm kìa. Vãi cả lều. Ra khỏi nhà đi anh ơi. Khổ quá. Em ơi, Zuka tên mình 03 rồi á. 2-1 không chuột cũng què mà không đánh được à? Từ. Ê, có bùi xanh. Rồi, tính đi ra giết Wonder Woman mà thấy có bùi xanh. Không thể cưỡng lại được. Đấy. Đâu rồi ta, hái nhà trà, có lách cho mình lại quéo con cua rồi. Quan bùa đỏ cả đó. Chờ chút nha. Truy sát thêm bạn nào, truy sát ai đây, truy sát ở đây. Úi giời ơi, Wonder Woman hả, đứng lại con rời. Hãy xem ra đây, cha, có giao tranh bằng chiêu cuối của ai. Thu nè, quá lợi hại. Thì không thể tin được. Tuyệt hay quá thôi rồi, yeah. Chẳng quên nào quên mình trong vậy mà mình chém cho ba cái là cũng nát người ấy mọi người ạ. Đam của mình nó to ấy. Tại vì mình... Ê, mở gan ga. Hello man, how are you? Oh my god baby. Wow. Em xin con quá rồi, em đứng ra đây này. Làm sao? Ôi trời. Đứng biến về nhây nè. Nè đứng biến về nhây nè. Ôi mở gan ga. Đuôi trời ơi, ngon con rời. Con rời chạy đâu? Tốc biến à? Tốc biến muộn rồi em ơi. Trời ngon ngay. Núp này thì núp này. Núp đi. Khốn nạn biến thái hả bưởi. Hồi nãy còn mày đằng xạo hay lắm. Mình hù cho vài ba câu cái truy sát. Giết mở gan ga cái. Anh ta núp mà không có một cái tí nào gọi là thò mặt ra ngoài luôn. Rừng tao yếu tôi. Thằng lờ. Cay rồi. Có cay không?
cây không không cây cây, cây không không cây nói một câu. Nếu anh có cây nói thì ngại gì. Cay quá chứ đùa. Chả cay tí nào nhờ. Dừng tao yếu thôi, thằng L. Ức chế. Tức lắm ấy chứ, nãy giờ nó núp không mà, nó đâu có thò mặt ra khỏi nhà đâu. Cuối cùng bị mình cho một cái. Anh ấy quéo con cua luôn ngon. Đâu rồi đây, đây. Hello man. Ui ôi, đông quá. Đông, nó đông kinh khủng luôn. Thôi bỏ đi. Có nội tại con rồng đây nhưng mà không bay ra được. Bay vào giết được con mà gan ga là mình cũng quẹo càng cua luôn. Có khi không giết được nó có tốc biến này kia các kiểu thứ hồi máu. Còn cứ bùi xanh nó, Ý. Bùi xanh của em đây. Bùi xanh. Chém hai phát nó bùi xanh quẹo càng cua. Lao vào đây. Yeah. Hello man. Úi dồi ôi. Yeah. Quay đầu quay bên lì này, cho ăn củ mì này. Ở định mày sao nó trâu thế? Không về này. John, đấu với cả đầu gấu này. Lì cho ăn củ mì ngay. Trời ơi, người ta lên đam mà, chém cái nào là thốn phát đấy. Đâu có phải là chuyện đùa đâu mà. Đã vậy nó còn đứng hút máu nữa chứ ngon. Trời ơi, mà ăn gai kìa, quéo con cua luôn kìa. Ngon ngay. Núp 02 đó, trêu nó cho nó thích chơi. Đó, bạn mà một khi mà bạn đã ức chế thì đó là niềm vui sướng của mình. Và các bạn xem clip của mình cũng cảm thấy sảng khoái. Ui dồi ôi, để xem mà mở nhà đâu rồi ta, im lặng thế nhờ. Hồi nãy còn hổ báo lắm mà, hủy cờ gì mà. Rồi ghê gớm lắm mà, sao giờ im re vậy. Không khỏe một cái là im vậy đấy. Trời, nãy giờ mà nó xanh một cái đảm bảo nó chửi rồi. Nát nhà, nát tiền, nát tình luôn. Đấy, khó lắm. Đây, con hàng đây rồi. Mục tiêu của chúng ta xuất hiện rồi. Tất cả cút ra. Hãy xem ra đây. Hay nè, chơi nè, quốc này, chơi nè, đầu xanh. À, trời, xong, giết được nó rồi. Núp nè. Trời ơi, may mình giết được nó. Trông thích à. Mình nghe nó trông ghê luôn đấy mọi người. Trời ơi, nó trông vãi lúa luôn. Xong rồi tao hả nhóc. Là sao? Xong. Sống với tao hả nhóc hả? Trời ơi. Căng. À, nó kêu là sống với tao hả nhóc. Căng quá. Ừ thì núp. Được rồi, bây giờ rồi. Núp kỹ vào nhé. Thò mặt ra là chết nghe chưa. Núp à, thanh niên núp à. Sợ. Thò mặt ra, bây giờ được. Mình rất to mà. Nó thò mặt ra mình giết mau phát đấy. Cái đem bạn có 3-4 đứa mình cũng lao vào mình giết bằng được thôi thì thôi. Đó, cho nó sợ ngay. Giết 2-3 mạng cái là sợ, quéo con cua ngay. Từ, bình tĩnh. Ui giời ơi. Làm cái gì mà fit mạng cho nó thế này thì không có nguy cơ. Khó giết nó lắm. Van heo bị quéo con cua rồi. Đâu rồi ta? Mớn ga đâu ta? Ở đây. Nó này mớn ga nè. Từ bình tĩnh. Chi sát cái cảm giác nó rất là sung sướng. Ôi rồi, lao vào rồi. Từ mình ăn con bồ đỏ cái nha. Rồi mà gắn ga xuất hiện. Hãy xem ra đây. Chết nè, hư nè. Chiều cuối tung ra. Quéo con cua chưa. Chơi đấy. Hư này. Núp này. Úi xời ơi. Đông thế. Úi xời. Đông quá. Bình tĩnh. Hiểu cái đầu quên nó đuổi theo kìa. Ôi dồi ôi. Má lờ mấy thằng ngu. Sướng lắm. Trời ơi, bạn tôi khoai lắm ấy. Má lờ mấy thằng ngu. Chơi lắm. Giết hết. cay giờ đập lưu lại luôn đầu sân đập lưu lại sợ cái méo gì đúng không. Má
lờ mấy thằng ngu. Khoái không? Khoái lắm. Núp đi. Trời, thò mặt ra tôi giết nha. Ê, hello man. Chạy. Chạy quéo con cua luôn. Thích quá, thích quá, thích quá. Má lờ mấy thằng ngu. Thua. Chịu. Mình thích bạn rồi đấy nha. Trời, ai bảo cơ hồi đầu phải đặt ý kiến ý cò. Bán cái này lên, lên cho nó cái đao chi hồn. Trời ơi, đợt này được hỏi nha bạn. Đó, đợt này thì hỏi hồi máu nha bạn. Oanh cho bạn rồi tét cái mông luôn, tét cái đít luôn ấy. Dư nè. Anh em thấy mình làm cái clip giống như truy sát này có thích không? Buồn cười vãi cả lúa ra. Vừa ăn ga cay lắm ấy, cay. Như vậy thò mặt ra mình đập chết nó mà đâu chết ai đâu. Mới lờ mới thằng ngu. Từ từ bình tĩnh. Kêu. Đây đâu mà gần ra đâu? Mở gần ra đâu ơi? Đây, thấy. Trong này. Mở gần ra, mở ra xuất hiện. Hãy xem đây, mở gần ra, quéo con cua đây. Chết này. Hư này, mở gần ra, quéo con cua. Yahoo. Làm gì nhau? Anh chưa phải làm gì nhau? Để lưu chờ anh nhé. Làm sao, bạn heo đang đẩy trụ kìa. Lưu. Trời ơi. Ê, còn dao mạnh mà. Em chỉ đùa thôi mà, lấy trụ win luôn. Chợ văn nó có nhớ nhìn nhà luôn kìa. Nó chỉ lo đập mình, đập chết mình thôi. Trời ơi, má ơi, buồn cười vãi. Buồn cười, anh bởi gân ga vãi lúa ra. Chắc là cay quá. Và từ đây điện thoại em trở lên mới hẳn luôn à. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Các bạn có thấy mình làm clip này thú vị không? Nhớ đăng ký.